Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Soi Chiếu Nông Nghiệp đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì mình nghĩ làm buổi trưa. Tại mình đang ở trong vườn cà của mình. Thì hôm nay mình quay video này, mình thưởng thức cái món lá giàng nhé mọi người. Mọi người hãy theo dõi kênh của mình nhá. Cái món này không phải món nhưng mà cái ăn mỗi cái lá giang chua thôi. Đấy, lá giang chua thì mình ăn để tỉnh táo đỡ buồn ngủ nhé. Đây, lá giang của mình đây. Chỗ cái ngoài thành phố thì không bao giờ có, hiếm lắm. Nhưng ngoài thành phố không bao giờ ăn cái lá giang mình nha. Đi ngoài quê thì ngoài mới có được cái này muối. Lá giang là nếu mà có cá nhỏ nhỏ bằng ngón tay thì bằng ngón tay này thì nấu canh ngon đấy. Còn mình thì ăn luôn như vậy cũng được. Tại vì buổi trưa thì buồn ngủ quá rồi, nhưng mà lấy lá giang ăn cho nó tỉnh táo người. Nó hơi chua đấy mọi người. Đủ chưa ăn, bây giờ đã ra được miếng rồi. Thèm quá. Cái này mà già nó cực kỳ là ngon luôn á. Đây, ớt của mình. Mình bẻ lá giang này nhiều lắm. Khu cái vườn mình để toàn lá giang không nhé mọi người. Phải là ít thôi. Ăn lá giang non. Bây giờ thì nó chưa có quả. Khi nào nó có quả thì mình ăn quả nó không chua á. Quả non non cái này thì ăn lá nó cũng ngon. Ai chùa chua ngon ngọt đấy, ăn với ớt nó hợp với đúng là giang luôn. Nó hợp với miệng của mình ăn luôn, lá giang chua quá. Cái này nếu mà có cá người ta hay nấu canh làm lẩu lẩu lá giang nó chua chua. Lúc nãy mình quên mời mọi người ăn nhá. Lần này thì mình mời mọi người ăn lá giàng cùng với mình nhé. Lúc nãy thì mình quên review lá giàng thì mình quên đấy. Mình ăn trước thì mời sau, cũng phải là cũng ý là mình nói là thông cảm đấy. Quá. Không có cái gì để ăn, mình cứ vắt lá giang ăn mỗi cái lá giang thôi. Bây giờ thì xoài thì chưa có quả. Năm nay xoài muộn quá có quả. Cây chỗ đấy thì cái vườn bố mình cây to luôn. Đấy, chưa có quả đâu. Khi nào có quả mình quay ăn chua. Bây giờ thì mình ăn lá giang thôi. Lá giang cũng chua đấy mọi người, không phải đơn giản đâu. Lá giang mùa này thì nó nhiều lá non với là nó chua. Nó ngon. Vừa ngọt ngọt thì vừa chua vừa ngọt. Ngọt mà ít chua nhiều.
hết răng luôn. Chứ ngoài thành phố không bao giờ chưa ăn một lần nào cái lá nhang này đâu. Còn người quê thì ăn nhiều lá nhang đấy. Có khi có khu của nó có đấy, nó mới có được cái lá nhang, không bây giờ là ngoài quê có đâu. Nhưng mà chỗ khu của nó mốc lên nó mới có được. Trên khu nó không có thì bây giờ thì không có được. Theo khu của nó thôi. Nên mà có quả nó ăn, quả nó chua hơn cái lá nó đấy. Quả nó quả non. Chưa ăn, bây giờ đã thèm ăn. Nghe thấy quả nó nước miếng ra luôn. Chua lắm. Cay quá, vừa cay vừa chua, ngon. Chím lá non thì ăn ngon, lá già thì nó ăn nó hơi bị lạc lạc đấy, nó chua mấy đâu. Đúng là chua thật. Chua quá mọi người ơi. Và xem video của mình ăn thì chắc khả năng nó bị ra nước miếng ấy. Mình ăn nó không ra. Bây giờ mình chưa ăn lúc nãy thì cũng thèm thèm. Sắp ra nước miếng luôn, mình ăn xong là nó chua vào trong miệng mình, nó không phải ra nữa. Đây, ớt đây, để mình cuốn lại nhé. Mời mọi người ăn cùng với mình nhá, lá giang của mình ạ. Đây, đã đóng đây, không bao giờ hết đâu. Ăn một miếng, hai miếng nó chua hết miếng của mình rồi. Ơi. Được quá. Cay. Cay với là chua. Cực kỳ là chua luôn. Lá chàng này nếu mà chín lá non non thì mình nấu thôi. Nấu để uống nước với là ăn lá. Uống nước với ăn lá thì có mà đi tiểu thôi. Một là đi tiểu, hai là đi vệ sinh ấy, nhiều lắm. Lá giang này chữa bụng mình nhanh lắm. Đi prut prach ấy. Nó hơi nhanh ấy.
Lá này thì đi toilet thì thôi đấy, chịu thua luôn đấy. Nên mà nấu canh thì uống nước của nó đấy, đỡ nhanh đau bụng. Thứ hai là đau bụng, thứ nhất là đau bụng, thứ hai là nó chua chua đấy. Nó làm chua thì lạnh hết con người luôn, lạnh hết người mình luôn, chua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cay thật. Mùi tôm. Không bây giờ hết đâu. Bây giờ còn một đống. Tại vì chua quá. Chua khá là cay. Thôi nha mọi người, mình hãy dừng lại cái clip tới đây. Video này dài rồi, mình dừng lại clip tới đây. Mọi người thấy hay và nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé.